បាទសូមគោរពជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍ហងមាស HDTV ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃ13កើតខែចេឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញាសកពុទ្ធសករាជ2566ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃសុខជាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2013មានទីការព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូននីតិទៅលោកវិញសម្បូរបន្តបាទមានទីការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃនេះរួមមានរាជរដ្ឋាភិបាល បានអង្គថាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលអង្គថាគ្មានផែនការកាត់បន្ថយអមន្ត្រីរាជការនោះទេហើយសម្រាប់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអះអាងទៀតថាអតីតយុទ្ធជននិងបើកប្រាក់គោលនយោបាយតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកATMគឺក្រសួងសុខាភិបាលបានជំរុញឲ្យមានការចូលរួមធ្វើការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាជរាលដាលមេរោគអេដស៍និងជំងឺអេដស៍រួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនទៀត បាទព័ត៌មានទីមួយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដោះស្រាយវិបត្តិហៅថាហិរញ្ញវត្ថុឬក៏វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបាទកម្ពុជាបានរងវិបត្តិកាលពីឆ្នាំ2009ដោយសារតែវិបត្តិមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏វិបត្តិនៅអឺរ៉ុបដែលពេលនោះគឺបណ្ដារោងចក្រមួយចំនួនអាចប្រឈមមុខនឹងការបិទទ្វារប៉ុន្តែកម្ពុជាមិនបានប្រើគេហៅថាគោលនយោបាយបិទទ្វារបែបនោះទេគឺសុខចិត្តបញ្ចេញនៅទុនមួយចំនួនដើម្បីជួយវិស័យឯកជនហើយក៏មិនកាត់ប
bàn prao vị thiên cá cá hơi thà vị thiên cá bằng cá ăn cá chấm nái đậm bay chấm rung cầm nàn hơi và mỗi đi rót tháp bị ba cam chia cá pi ngày thì đọc bẩm bốn pi ông snu khai cần đá cứ bàn praka mà sang cọt ngôn đông địa thà campuchia khâm biên phan cá cắt bẩn thoi mình tây đi chia rồi có bật cầm phun rót rồi có bọc còn lực ai cứ chôn na thế bởi tụ bây giờ không miền bị bật giang na cả đời vận tải campuchia cứ prau vị thiên ca bằng ca ơn ca chấm nái chấm rung cầm nái vinh mà đong đại học pi europe cầm phun tam biên pành hà bị bật ni pe pa cho bọn đi và xôm sao ca thay mình chia rót xem nè kem hasana bên đây để chơi hồn sai một mô đi rót tháp bị bạc campuchia pi sọc ông snu khai cần đá cá pi thay thì đập bầm buồn mà vì cha ở địa phương mà rót sọc khai cham pi bòn bầm buồn tra bất đồng cha ông mà chịu luôn riêng rót tháp bị bạc tra bất tranh tôn mui chấm luôn đàm bay bất toán khảo cả đọt sai ở cả mà có vắc hát vị chi chi viện mà đâu mà đá vị chi chi viện bật thêm ở cả mà có để bắt bóng ca nghe thôi còn tại cày mắc rộng chạc bàn cát lang thầm 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 thiết. À lâu ở rốc tiền mùl và căn dọc vì thiên là cá. Cắt và thoi prạc khai, cắt và thoi ca tế nia tế ní. Đại nguyên môn phì rốt nâng tầm làng buồn. À phi nâng tây cho mùi kia bảo. Hai nâng cắt và thoi bốc lực tam cổng hồn. Cổng khăn ca nghe nơi tam cổng hồn. Rồi hốt đó, cổng khăn rọt. Rương ấy bởi tên gạch đàm bây tình yêu ban nơi prạc kì hai thạc prạc cầm ai miên ca chậm nái bay chia tập bất cầm hôn tù tù năng vật trụ rương về chậm lái về nơi gà lái nâng chân cái cam bởi chia nơi bê bị bắt cứ đại tranh nơi vì tiên là ca bằng cơn chậm nái đàm bây chậm rinh cầm nào ai ở rốc đã tranh nơi vì thiên là cá cắt bật thoi chậm nay bằng cả ẩn buồn bọn ta cơm hôn ai kể chốn kết ta bị cắt bật thoi chậm luôn bọc lực để thua ai mà lúc ớt cả nghĩa cắt để chả nào bạn tụ bây giờ giang na cần đào ấy bạn sẽ được cái phục lục chạy từ pro đó bản đảo bản tây niên ní bản tây campuchia bản tụ sạt chuột hai campuchia bản rẻ xa nơi thế được hiệp cả sẽ được cái khung rung vung trăm pi phía rồi nơi khung chấm lý hai nơi chấm pi pon sam sấp cứ thả campuchia bầm mờ mưa cứ thả cầm nắng sẽ được cái bỏ luôn ai nâng cao hơn rồi hốt đó từ trăm đồng anh đâu bà bạn nhưng mình cho pon miên để bẹ pon từ nâng thả campuchia khăm miên pan ca cắt bản thoi mình tây đi chia mình bật cầm hôn cứ prau vị thiên ca bằng cao hơn cao chấm nai miền tây thà rót thau ba sọc chặt chấm nai vận tải chấm rốn ở miền ca cầm nai ở hàng vị sai ai cái chốn miền ca cầm nai vinh làm bay cầm áo bắt bóng áo cà cà nghề và dừng một chập tại tầm nãy hay dừng nghĩ một quan ở miền mũi tít để bẹ quan tận đằng ắt thà phải giao để bảo ông ôn để chi ắt đứt cho chôn vinh một đòn đi rót thau bị ba cầm miền pan ca khai thác bằng ca ơn prạ bị vót prạ cô liu bai đó bảo ôn để chi ắt đứt cho chôn chi bẩn đa đại rồi hôm đó bên đi sầm đại như rót thầm tây hun sai bàn hàng thá cứ bằng ca ơn
thiệp từ nâng prạc khai cô nô rồi hốt đó chiêng pi rồi xám sập hiệp rồi từ hỏi hai đứa chăm pi pon đọc buôn prạc khai thà bi vọt prạc ổ bà thăm xem xe và đơn chút chút nâng bác tam prạc bọn electronic rư cơ prạc bọn thiên nhiên kia đầm bây chứa cá nghi sử dụng hai rì ra thà bị bác gọc bán bằng cao hình khai thà prạc ổ bà thăm đọc đây rư đọc bọn đọc côn áp đất chút chút phong này và xôm xa đạp prạc xa rạp bọn xâm đại cho kèm hạ xa nạp ở đây để chú nữ dư rốt thâm trầy hôn sáng cả bì mờ xa mạnh nơi khăn ông bì thi gồ rụp tị vi áp đất chút chút lực tì prạm miễn chấm luôn phẩm buôn mơn mùi bọn pram rơi bài sập nhẹ phẩm tiền nhẹ nơi khăn ông tốc chấm luôn mà phây mơn bay bọn buôn rơi mà phây bỏ buôn nhẹ cầm phong tật tuôn prạc rào bóp cô là dô bài bì rọt hai rào bóp ni trả bàn cây xong rùa chiếc bàn tàu bàn tàu sọp tam ca đầm lang prạc bia bọt màn trái đi chứ cả nàng con cầm lang prạc bà vốt đã kết mà đó chứ năm bì bọn đào bay ni sarap smar nang pi roy sam sapram pi roy lơ prak biwat mulathan knong no dai yeung ban kae samruol banthaem prak upatham pracham khae 19 kon rư prai robos chuon vika nang nivat chuon nang chuon bat bong samatthaphiep ka ngie damlaeng robob upatham chuon kon chuon peli nang morana pdal prak upatham pracham khae da kruosa chuyên mô rồi nè đại miên ở phúc mà đại rư nếu anh áp chế ba nâng bảo quân rư bà đầy tuần tâm đi cả bác bảo prác rào bóp xoan để sóc sẵn cung trào bán thuốc bác cho bán hiếp tam bảo quân bó rồi miên vị trí nâng bác bảo tam bảo quân thì đi kia chìa bà đọc bà đọc hỏi ca nghe đi nâng nằm nào ca bình linh nâng đám chứ nằm phí bọn đạp buồn khả mộc đi bạn đã bay chui sầm rúa đào bom pháo này chỉ ở đất giật chân nút cứ thả và mua đi đó thả bị bà Campuchia cứ bàn bằng cái là sầm nhanh sự vật tập hiệp sầm cung muối như vậy vì sao sao mạnh cứ cách còn phía sầm cung đã bay chui sầm rúa đào bom pháo là tăng lai chim sẻ bom pháo đại nghi rồng kêu chuyện kỳ hỏi bên tay tiếp cho bạn đang chuẩn bị chun bom để biết là bẹ bom từ đang cách còn phía sầm cung rồi coi sầm nhanh sự vật tập hiệp sầm cung này bà là những nghệ mò và tẹt tông từ nâng xuống số khác bị bà ban chấm rung ao purot rồi coi bên tay để chia rồi អ្នកធ្វើការងារក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីរាលដាលមេរោគអេដនិងជំងឺអេដនៅក្នុងពិធីប្រគល់រង្វាន់ដល់អង្គការអាខាណាកាលពីម្សិលមិញនៅឯសន្តាគារលើរយ៉ារីធានីភ្នំពេញឯដំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលមមមុនហេងបានបញ្ជាក់ថាយើងត្រូវតែចាត់ទុកថាអ្នកដែលផ្ទុកមេរោគអេដគឺជាគ្រួសារយើងទាំងអស់គ្នាហើយឯដំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាយើងត្រូវតែធ្វើការទប់ស្កាត់និងជំរុញ ហើយនឹងការលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ឲ្យជួយគ្នាត្រូវតែចូលរួមធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៃការរីករាលដាលមេរោគអេដនិងជំងឺអេដឲ្យដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលមកមុនហើយបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នអត្រាការឆ្លងរីករាលដាលមេរោគអេដនិងជំងឺអេដគឺបានធ្លាក់មកត្រឹម 0.1%នឹងសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជផែនការគ្រួសារការគាំពារមេត្តានិងទិរុអសេវាថែទាំសុខភាពបឋមនិងសេវាជំងឺផ្សេងៗទៀតជាពិសេសជំងឺរបេងដែលជាមួយដែលធ្វើការឆ្លងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានៃជំងឺអេដនៅផងដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបញ្ជាក់ថាក្រសួងសុខាភិបាលគឺមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការទប់ស្កាត់នៃការឆ្លងរីករាលដាលមេរោគអេដនិងជំងឺអេដ ដែលដៃគូនៃក្រសួងសុខាភិបាលដូចជាអង្គការអាខាណានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអ៊ុំសុភាពដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការអាខាណាបានលើកឡើងថាគឺអង្គការអាខាណាមានវឌ្ឍនភាពនៃផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អង្គការអាខាណាឆ្នាំ 2012-2015នឹងគឺជាង90%នៃអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដកំពុងតែទទួលបានកញ្ចប់ អបបរមាគ្រប់គ្រងតាមរយៈសេវាបង្ការនិងថែទាំនៅសហគមន៍ហើយជាង92%នៃអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដកំពុងតែទទួលការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដ
hay lục bị chẹt bệnh đất ôm sốp hiếp các bạn là bệnh chẹt tiệt tha cứ ông ca khán á cứ miền thái nga mũi cứ miền tiệt ruột đã tớm nâng cao nằm nè ai miền tục mê rô ết cứ cất trầm trầy miền tìm mũi này cho nằm bì bọn đọc bầy nì bà tôi rất xin kính chúc chị tìm mê trầy nè bình chứng xông xông màn nhạt xông rạ mùi bệnh sân bệnh thầy tiết nâng phút áo chú nè bọn đầm miền chì bệnh to tà tiết bà.